quá nhiều thông tin hot cho khu Nam quý anh chị ạ. À, sắp tới thì khu Nam là gần như không có tình trạng là kẹt xe hay ùn tắc giao thông nữa, bởi vì có khá nhiều cây cầu nè, rồi có khá nhiều con đường được mở rộng. Cụ thể như quý anh chị đang nhìn thấy là tiến độ thi công mới nhất của cây cầu Rạch Đĩa 1, và sắp tới còn nhiều công trình nữa nha cả nhà. Ở đây thì có ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ, rồi mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, và cái thứ ba nữa là xây cầu Phước Long mở rộng đường Phạm Vũ Lầu, và gần đây nhất tầm khoảng tháng 9 vừa rồi thì thông xe con đường cây cầu Long Kiển. Thì nói đến cầu Rạch Đĩa nằm trên đường Lê Văn Lương là một trục chính của quận 7 thông sang Nhà Bè từ rất là sơ khai phong, sau này thì mới có thêm trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Vì thế cây cầu này để là một nơi đáp ứng nhu cầu di chuyển qua lại của cư dân và tất cả những cái lượng xe hàng hóa lưu thông giữa quận 7 và Nhà Bè đang rất là bức thiết. Thì cây cầu Rạch Đĩa này hiện tại thì chỉ hơn 3 mét thôi, trọng tải chỉ khoảng dưới 5 tấn nên nó rất là hạn chế. Thì sắp tới thì cây cầu này sẽ được triển khai, và hiện tại là đã triển khai tháng 7 năm 2023. Tiến độ thi công cực kỳ rầm rộ và có khá nhiều máy móc nè, tàu bè nè, tàu, rồi một số hạng mục tiến độ thi công cho cây cầu này rất là nhanh chóng trong cuối năm 2023 nha. Cầu Rạch Đĩa thì kết nối rất là nhiều vùng. Cầu Rạch Đĩa sẽ xây dựng nằm trên một cái khu dân cư hiện hữu nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương. Trên tuyến đường này thì có 4 cây cầu sắt cùng cầu Rạch Đĩa này, cầu Long Kiển, như mọi người đã biết thì cầu Long Kiển đã thông xe rồi, và cầu Rạch Tôm và cầu Rạch Dơi. Đây là những cây cầu góp phần vào tiềm lực kinh tế giao thông cho khu Nam Sài Gòn và khu Nam tiếp nối với Long An ha. Thì quy hoạch của cây cầu Rạch Đĩa mới là theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận đầu tư và xây dựng cây cầu Rạch Đĩa, nâng cấp và mở rộng đường Lê Văn Lương theo hình thức là xây dựng và chuyển giao. Trong đó cầu Rạch Đĩa có phần cầu chính là dài 329m, rộng là 10,5m, đường dẫn hai cầu dài là 196m, cầu đạt trọng tải là 30 tấn. Cầu mới có khoang thuyền rộng là 33m, cao 5m và đảm bảo cho các loại tàu thuyền lưu thông. Kinh phí xây dựng cầu là khoảng là 470 tỷ đồng và sẽ thay thế cho cầu sắt cũ. Từ đó khu Nam sẽ đón một diện mạo mới. Việc mở rộng là nâng cấp đường Lê Văn Lương cùng với xây dựng cầu Rạch Đĩa sẽ khai phá vùng đất tiềm năng này, làm gia tăng đi lên các dự án bất động sản cũng như tất cả những cái hạng mục bất động sản cơ sở hạ tầng tại khu Nam. Khoảng cách đây 10 năm thì khu Nam Sài Gòn thay vì thay đổi rõ ràng và vượt bậc, thì với con số là 115.000 tỷ đồng được đầu tư vào 2018 để mở rộng đường xá, cầu cống, thì là một cái sự thuyết phục rất là tuyệt vời cho cái hệ thống giao thông tại khu Nam. Thì có khá nhiều cái tiến triển cho bất động sản nên đó là những cái bất động sản ở đây là được hưởng lợi rất là nhiều. Có khá nhiều chủ đầu tư như Capital Land, chủ đầu tư GS, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư La Villa, rồi Capital Land, rất là nhiều chủ đầu tư đã và đang gọi là đầu tư vốn khá nhiều vào khu Nam, giúp cho khu Nam trở thành một tâm điểm đầu tư, là một nơi an cư lạc nghiệp và gọi là nơi sinh lời bền vững lâu dài. Quý anh chị cần thêm những cái thông tin về những bất động sản tại nơi đây hãy inbox ngay cho Phước Sửu nha. Xin chào và hẹn gặp lại.